Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu Mountain Bike dòng địa hình đến từ thương hiệu Gian, vẫn là các model Gian XC800. Và trong thời gian gần đây thì rất nhiều các bác quan tâm và hỏi em những mẫu dòng Gian địa hình 7.5 thì để phục vụ cho các bác nhu cầu những dòng xe địa hình, một trong những dòng xe bán rất chạy của hàng bên em trong thời gian vừa qua, mẫu Gian XC800. Và để thêm những cái mẫu mã đa dạng và cái tông màu nổi bật, nhiều cái tông màu khác nhau, thì lai em về một chiếc màu Gian XTC800 với cái tông màu đỏ đen lắm nhá, màu rất là sport. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể cho chiếc xe. Vâng, thì trong thời gian gần đây, cái mẫu Gian XTC800 là một trong những cái dòng Gian xe địa hình cao cấp về rất là nhiều những cửa hàng bên em, mà thu hút rất nhiều các bác đánh giá rất là cao về dòng xe địa hình. Thì để phục vụ các bác trong thời gian lần này thì em về chiếc mẫu Gian XTC800 với cái tông màu đỏ đen, cho mẫu mã và cái màu sắc rất là đa dạng lắm nhé. Và trong những cái lô hàng lần này em về thì hầu hết những cái dòng xe Gian XTC800 em đều lựa chọn rất là kỹ càng, nó là độ mới gần như tuyệt mới lắm nhé. Các bác phải nhìn cái lớp màu sơn đó này, sơn zin luôn nhé. Một trong những mẫu địa hình mà em nhập về gần đây để phục vụ cho các bác đi nhu cầu rất là nhiều dòng Gian XTC800. Gian bicycle.com, website hãng của Gian. Thì cái thời tiết hôm nay nó hơi lắng lóa, thông cảm nhé, xe quay nó hơi bị lóa một chút. Và xe làm từ hợp kim nhôm Aluix Superline, vẫn hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng thương hiệu Gian, là những dòng Gian cao cấp 27.5 để luôn trên khung xe, được trang bị lốp bánh 27.5. Xe chạy với bộ rơm sườn hai bên. Rất nhiều bác tôi mở anh giá em cao về những mẫu địa hình gần đây, nhất là những dòng xe địa hình Gian XTC800. Rất là trường xe vì trang bị với vành cộng và bánh 27.5, phù hợp cho mọi lứa tuổi được đi được. Với tông màu đen này là rất là dễ đi nhé, tông màu rất là sport, đi rất là sạch xe. Và mẫu mã đa dạng của em lần này về rất là nhiều tông màu Gian XTC800 khác nhau và có một đồ của đời. Của quốc kỳ đông chính hãng của Gian Superline, Gian SL cũng nhé, ôn mặt theo xe cũng còn rất là mới. Vâng, và vẫn được trang bị với bộ tay ứng xả chính hãng được Shimano DOD. Tay ứng xả Shimano DOD đây là tay lõng của Gian, nó su không bẩn đâu xe. Còn trước sử dụng với bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Bên phải em trang bị với tay ứng xả chính hãng của Shimano DOD, nó cũng phanh sau được sử dụng với bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Và vẫn được trang bị với khóa hành trình ở góc trên tay, rất là tuyệt vời các bác. Ống mở sóc rất là tuyệt vời. Vẫn theo nhu cầu các bác để về những mẫu Gian mà đòi hỏi nó rất là cao về cấu hình và tiết của xe. Lớp sơn zin nguyên bản cho xe rất là sáng và bóng. Xe cũng còn rất là mới luôn nữa nhá. Cái lô xe gần đây em về những dòng xe Gian XTC là gần như là mới tuyệt đối. Trước sử dụng với giảm sóc dầu chính hãng của Gian 27.5 bản theo xe, may chính hãng của Shimano. Và xe trang bị với vành bánh cặp chính hãng của Mavic M319 mà em đã giới thiệu trong thời gian vừa qua, cũng dòng Gian XTC 800. Xe được giữ với bộ lốp zin nguyên bản theo xe. Lốp nguyên zin của Gian 27.5, lốp là 27.5 nhưng 2.0, lốp còn rất là mới luôn. Ở dưới gầm xe có một cái mã vạch chính hãng của Gian lắm đó. Dưới đây. Cộng yên chính hãng của Gian luôn bạn thân xe. Yên chính hãng của Gian luôn. Với tông màu đỏ đen,
40 tông màu của cung xe. Và xe sử dụng với bộ đồ đĩa trục giống chính hãng của Gian. Đồ đĩa trục giống 3 tầng đĩa, gạt đĩa Shimano Delray. Phủ đề sau là phủ đề Shimano Delray. Xe trang bị với 10 tầng lip, bác nhìn lip và xích một lần như là mới nguyên mẫu nhá. Xích lip là cũng rất là mới luôn. Đằng sau là Mayer Shimano, vành chính hãng vành của Mavic, vành 3M319. Sử dụng mới lốp sau cũng là lốp chính hãng của Gian, lốp 27.5. Về em ra đĩa DC cũng rất là mới luôn. Mẫu tông màu đỏ đen này các bác. Bây giờ chúng ta sẽ đứng ở khung xe. Và chiều cao đứng ở khung xe là size 43. Chiều ngang cũng là size 54. Còn size S cũng nhá. Nhưng mà các bác có thể S6 đến trên S7 đi vừa. Xe trang bị với 10 tầng lít group full Shimano đều lên đơn lít này. Lít xích cũng rất là mới luôn, đúng lít. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng của Gian, đặt đĩa DOD, xuống đĩa, lên đĩa. Có thân chu mượt mà cũng nhé. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Mountain Bike đến từ thương hiệu Gian. Model XTC800, một trong những mẫu rất hot ở bên cửa bên em không gian gần đây. Và lần này em về cái tông màu đỏ đen. Xe trang bị với group Shimano Delray. Xe còn rất là mới luôn. Bánh bánh là 7.5 Mavic. Và xe giá tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con thơ mẹ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe lạc, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại trên ngày mai.